Jelly Phô Mai, thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Sao trong nhà của chú? Dạ không phải đâu chú, cái này là em gái của con á. Em gái hả? Dạ. À, vậy là hai chị em ở trong nhà này hả? Dạ. Đúng rồi, ba cho nó vô làm giúp việc nhà mình đó, rồi tiện cho để trong phòng quần áo luôn. Dạ. Cái con này. Ủa? À, hả con gà, cái con đi giết nó. Ừ, con gái nó giết gì mệt quá. Ôi, con tên gì? Tên Tâm. Tâm gì? Tâm. Em chỉ nghe mùi tanh đúng rồi. Dạ, không phải đâu. Em gái con tên là Tâm Anh. Đồ tanh hẹn chi mùi tanh đúng rồi. Cái con nhỏ này, trời ơi. Mày bắt cái gì mày cười hoài vậy? Đừng đánh con đau nó. Nó hỗn láo kìa. Để con dạy nó. Ôi người ơi, đây nó xem ông ngoại đánh con nè. Dạ, trời ơi, con ơi. Ông dễ ra. Mày không chịu hả? Mày hoặc ba được. Mày, thằng này con mà đau nó. Con chứ cái cháu gì chắc. Thôi ba thương đừng khóc nữa. Bây giờ mình chơi trò chơi ha. Ba với con chơi trò chơi. Chơi bịt mắt bắt dê. Nhưng mà ba bị nha. Thì đương nhiên rồi, ba sẽ bịt mắt, ba bắt con ha. Lấy. Bên này nè. Đứng yên lấy chờ đi, ba sẽ qua bắt okay. Con đây. Đừng có không chạy thoát được ba. Bây giờ ba đang tìm mình đó. Nhưng mà thật sự là mình đang nằm ở đây. Nhỏ này, bữa nay đâu mà ra đây nằm vậy? Mẹ, khoan, mẹ cởi giày đã, khoan. Mẹ. Từ. Mẹ nói này nè, quan trọng lắm, rất là quan trọng luôn. Mẹ. Vậy hả? Có hai con nhỏ nhà quê nó dám vào nhà mình đó mẹ. Nhỏ em á thì nó dám vào phòng của con, nó tên là Tâm Tanh á. Đứa nào tên là Tâm Tanh? Thì nó là Tâm Tanh chứ là cái gì? Ba? Ai vậy ba? Hai đứa nhỏ nó dưới quê lên mà nó không có chỗ ở, thì ba mới nhận vô để nó giúp việc nhà mà. Ba này, tự nhiên cái ai không có chỗ ở là ba đem về nhà cho người ta ở hả? Thì ở tạm cái phòng để quần áo đó. Dạ, tụi con chào cô. Ê mẹ, nhỏ này nè, đó là Tâm Tanh nè mẹ. Lạc Chi! Đừng à! Ba, không có được đâu nha ba. Ba đừng có tự tiện quyết định với cái chuyện này. Không có được đâu, đồ nhà quê. Tránh ra con mẹ nói chuyện coi. Nè, cô xin lỗi hai đứa nha. Nhưng mà chắc là không được đâu. Từ xưa tới bây giờ gia đình cô không có mướn người giúp việc ở lại qua đêm. Không có mướn người giúp việc ở lại qua đêm. Công việc nặng nhọc lắm, con không có làm nổi đâu. Không làm nổi đâu. Giả lại còn đem theo em gái nữa. Cứ để nó làm thử coi. Đằng nào nó lương cũng thấp hơn mấy người giúp việc trước mà. Ba à, con nghĩ không phải là lúc ba xen vô mấy cái chuyện này đâu ba. Sườn ngon lắm. Tâm Ý, ba nó đâu rồi con? Dạ, chú đang ngủ không? Vậy hả? Dạ. Con mời ông ăn cơm. Lấy em sườn cho tôi đây. Sườn chưa có chín, em chờ xíu nha. Quá mệt mỏi, ăn mà còn phải chờ đợi, quá mệt mỏi. Mà phụ non, im giùm cái. Ủa rồi em con nó ăn cơm chưa con? Dạ, chú xíu nó ăn chung với con cũng được không? Đâu được, con nít làm sao để ăn trẻ được. Thôi, lại đi ăn cơm chung với ông đi con. Đứng im.
Nó vô bận lắm, sao nó ăn chung với mình được? Con này dơ cái gì mà dơ? Vô ngồi ăn đi con. Đứng im. Ông ngoại, ông ngoại muốn nó ăn đúng không ông ngoại? Thì sao? Chị Lam Chi sẽ nhịn cho ông ngoại vừa lòng ông ngoại. Vậy thấy giỏi không? Không chịu à. Nên không ăn thì đi. Đi lên. Dạ, sườn chín rồi nè. Sườn hả? Có sườn này. Trời, có bả kìa. Thôi, lấy cái chén cho em đi con. Đây, ông cho con miếng sườn ha. Không được ăn cái này, ăn cái gái ơi. Thiếu gì sườn, một mình ăn hết không? Mày đặt. Ngon không con? Dạ ngon, anh cảm ơn. Ăn nhiều vô. Ăn thoải mái đi con. Ăn thoải mái đi con, đồ chùa sao ăn thoải mái đi con. Ồ, đồng ý. Dạ. Rồi con làm xong rồi con về nhà luôn hả? Dạ. Con cũng chưa biết nữa không? Giờ nếu mà khó khăn quá thì thôi ở lại đây một đêm đi. Rồi sáng mai về luôn ha. Dạ, con cảm ơn ông. Ngon không? Ngon. Ăn thoải mái đi con. Nè, sao mày dám ăn thịt sườn của tao? Mình chỉ ăn có 2 miếng thôi. 2 miếng gì mà 2 miếng? Có 9 miếng mà mày ăn hết 2 miếng thì còn gì đâu tao ăn. Vẫn còn có 7 miếng mà. Một mình tao ăn 30 miếng còn chưa đủ nữa. Mày có biết tao thích nhất là ăn thịt sườn không? À, thứ tao thích nhất trên đời này là thịt sườn, mày có biết không? À, đâu mà Mình xin lỗi. Mày xin lỗi hả? Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện hả? Ok, vậy bây giờ tao lấy bất cứ thứ gì của mày á, sau đó tao nói xin lỗi là được đúng không? À, đưa đây cho tao. Đưa đây. Đưa đây á. Không ạ. Không được, cái đó là của chú Thương Liên đưa cho. Không, mày buông ra chưa? Cái này là của chú Thương Liên. Mày buông ra chưa? Mày đang làm tao đau đó. Chú Thương Liên cho mình mà. Bực không? Mày có biết tao là cái gì trong nhà này không? Tao là má thiên hạ trong nhà này đó. Nhìn tao gì? Móc mắt bây giờ. Tránh ra coi đồ dơ bẩn. Có chuyện gì vậy? Em sao vậy? Em bị sao vậy hả? Mình ở đây tới sáng mai thôi. Ngày mai chị em mình không có ở đây nữa đâu. Ôi, hết thịt sườn rồi. Em ăn canh đi. Canh cũng ngon mà. Ăn trộm nó mới được ở lại hả? Ôi trời ơi, nhục nhã ghê chưa. Nè nhỏ kia. Ai cho mày ra? Mình có làm gì đâu, mình chỉ liếm xương thôi mà. Mày biết cái muỗng này của ai không? Không, mình thấy cái muỗng ở trên bàn nên mình lấy ăn đặng. Trời ơi, món nhỏ là của người nhỏ. Nhà này, tao là người nhỏ nhất. Tao, Lam Chi, nên cái muỗng này là của tao.
Lam Chi à, chị xin lỗi, chị sẽ không xài cái muỗng đó nữa đâu. Tâm Anh, em xài cái muỗng này đi. Trời ơi, trời ơi. Hết cái muỗng nhỏ này chưa đủ sao vậy bà Thím? Rồi tới cái muỗng này nữa. Bà Thím có biết muỗng này của ai không? Trời ơi, hai chị em mấy người làm tôi già trước tuổi. Ủa hết đau chưa mà tung tăng vậy cô? Dạ con hết đau rồi. Bây giờ con có thể ăn sườn mà nhai luôn xương luôn đó ba. Ghê. À mà ba, hả? Mình sắp hết ngày rồi đó ba. Ba nhớ ba mua búp bê cho con nha. Nhớ rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ vẫn còn thời gian nghe chưa? Ok ba. Ừ. Hoàng, xí ba. Cái gì vậy? Đợi con xíu nha. Con nhỏ này chạy cho chừng té đó. Sườn nướng là của tao mà. Mình xin lỗi, mình chỉ mới ăn có một miếng thôi à. Hay là bạn cho mình ăn thêm miếng nữa nha. Được con dối rồi mày đòi thêm bà Tiên nữa hả? Đúng là dám cửa nhà gan dụng tôm nè. Một miếng, một miếng. Trời đất ơi, trời. Trời ơi, mày ăn hết rồi còn gì đâu mà tao ăn hả? Cái đồ đáng ghét. Làm chi, con làm gì vậy? Sao con... Con không nói con đồ đáng ghét, con không sống được. Mày sao mà dám ăn thịt sườn của tao hả? Đồ đáng ghét. Con Tâm Tâm đáng ghét, mày dám hả? Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét. Mày là đồ đáng ghét. Con Chi à, hai đứa hẹn đi vô cơm kìa. Làm gì vậy? Đang chơi vui là mất hứng à. Con nhỏ này càng ngày càng hư đốn. Chơi cái trò gì mà kỳ cục vậy hả? Cô ơi, con không sao đâu cô. Thấy chưa, mày nghe nó nói chưa? Nó nói không sao kìa. Con nhỏ này liền quá đi à. Mẹ nói rồi đó nha, không lo đốt sự tốt với Tâm Anh đi, vài bữa nữa không gặp người ta được có hối hận đó. Gì? Mắc gì cũng gặp được nó. Sắp tới đây là Tâm Anh với Tâm Ý đoàn tụ với ba ở nước ngoài rồi đó. Hả? Sao bạn không nói cho tao biết? Mình tính lên nói với bạn, nhưng bạn cứ lấy dây bắt mình làm ngựa. Tại sao mày không nói cho tao biết hả? Chi? Tâm Anh? Chi? Em làm cái gì vậy? Mày dám bỏ nhà tao đi hả? Tao không cho mày đi đâu hả? Làm chi? Mày đúng là cái đồ đáng ghét. Tao không cho mày đi đâu hả? Con nhỏ Tâm Anh này, mày dám bỏ nhà tao đi hả? Sao mày lại vậy? Sao mày lại? Câu này nè, đáng lẽ ra là tao phải hỏi mày. Tại sao mày dám nằm trên giường của tao hả? Mình chỉ ra ngoài nhà đó. À đâu mà không ra nhà hả? Ngoài cái con này ra, mày còn đụng tới Julio và Antonio của tao không hả? Hả? Đưa cho tao. Đưa đây á. Không à. Không được, cái đó là của chú Julian đưa cho mày. Không, mày buông nó chưa? Cái này là của chú Julian cho mình mà. Mày buông nó chưa? Mày đang làm tao đau đó. Chú Julian cho mình mà. Cho tao nhanh lên, sao mày lì quá vậy?